sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF và huấn luyện viên Trujillo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Nhiều người cho rằng ông Park Hang-seo chính là ứng viên sáng giá nhất để dẫn dắt tuyển Việt Nam. Đáng nói, thời gian gần đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng có những động thái cho thấy ông đã sẵn sàng trở lại làm huấn luyện viên. Nhưng trong bài viết mới đây, tờ Chosun Hàn Quốc lại cho biết, ông Park không hề có ý định trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam. Theo tờ báo này, thì VFF đã liên hệ với công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo, DJ Management, để tìm người thay thế huấn luyện viên Trujillo. Tuy nhiên, trong số những cái tên được đưa ra, không có huấn luyện viên Park Hang-seo. Bản thân huấn luyện viên Park cũng không có ý định dẫn dắt tuyển Việt Nam. Nếu trở lại, nhiệm vụ chính của ông ấy là vô địch AF Cup 2024. Tuy nhiên, Indonesia của huấn luyện viên Shin Tae-yong đang vươn tầm mạnh mẽ. Do đó, chưa chắc huấn luyện viên Park Hang-seo có thể mang về thành công. Dù đã chia tay đội bóng từ lâu, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn nhận được tình cảm từ người hâm mộ Việt Nam. Nếu thất bại, hình ảnh của ông ấy sẽ suy giảm. Bên cạnh đó, tờ báo Hàn Quốc cũng khẳng định nếu huấn luyện viên Park Hang-seo có trở lại thì đó cũng chỉ là phương án tạm thời. Trong khi phía VFF lúc này đang tích cực tìm huấn luyện viên mới cho đội tuyển Việt Nam. Ở cuộc họp mới đây, đa phần thành viên ban chấp hành muốn tìm huấn luyện viên người Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Tuy nhiên, những nội dung này chỉ dừng lại ở mức trao đổi sơ bộ và chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.